À, xin chào mọi người á. Đây, ở này ở nhà mình nè, ghép mai á. Đó, cái lô này nè, khoảng 5-600 cây gì đây. Đó, thì lúc trước rất nhiều anh em hỏi có người ghép mai á. Đây, chúng ta trồng cây phôi sống nè. Nói chung ghép thì nó cũng đơn giản mà nhiều khi anh em lần đầu làm á, làm mấy cây nó mắc tiền nhát tay á. Đây thì sẵn đây có anh thợ nè, anh thợ anh ghép chuyên ghép cho mình đó. Đó, này cũng ông anh gần nhà. Đây, nói chung là ảnh làm nghề đâu cũng có cả chục năm hơn rồi. Đó, chuyên gia công đây, nhận gia công ghép á, ghép xoài, ghép mít, ghép nhãn đâu, ghép mai á. Nói chung ai mướn gì chuyên ghép á. Ghép này tỷ lệ dính rất là cao. Thì rước mấy anh em hỏi có người có thợ ghép không á. Đây thì anh chuyên về ghép mai, sửa mai đồ á. Để anh em ở khu vực miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đồ á, có nhu cầu ghép thì có thể liên hệ. Đây số điện thoại mình để dưới màn hình đó. Anh làm đây nói chung một ngày thì đâu đó thì khoảng 500, nếu mà làm cái gốc nhớt khoảng 500 500 cây, còn gốc bứng thì tùy theo bo đó. Bo thì nó bo nhiều bo ít, chung là mà nhanh đó. Anh em có nhu cầu mà cần ghép đó, ghép tư vấn chăm sóc đồ á, đây ông anh cũng kế nhà mình đó. Đấy, bình thường là 1-2 cây thì mình ghép, còn nhiều quá mình nhờ ông anh ghép á. À, lúc trước mấy anh ở thành phố, mấy anh ở Đồng Nai, Bình Dương, ở Trà Vinh đâu á, nói chung là anh cũng đi được á. À, anh em có tham khảo à. Đây sẵn đây thì ổng làm cho mình á. Đây thì có đây là quay anh em nào có cần ghép á, đây, cũng có người chỗ tin tưởng làm á. Đặt những hàng cây này thì mình làm ở đây đó, thì mình nhờ ông ghép hết á, độ dính rất là cao á.